Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết vừa cứu sống một người đàn ông gặp tai nạn hy hữu khi cắt một tấm tôn. Theo đó, hôm 17 tháng 1, anh NVT 30 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, phải vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn vì gặp tai nạn lao động. Anh Tê đang cắt tấm tôn và làm rơi va đập xuống nền, làm bắn một vật nhọn đâm vào ngực. Vết đâm ngay ở dưới mũi kiếm xương ức khiến anh bị choáng và bất tỉnh. Từ bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, anh Tê được chuyển lên bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được. Anh Tê bị một vết thương 1,5cm cạnh mũi kiếm xương ức bên trái. Anh Tê được siêu âm khẩn và cho kết quả, tràn dịch màng tim lượng nhiều, có dấu hiệu chèn ép tim cấp. Hội trần viện khẩn và chỉ định mổ tối khẩn cấp với chẩn đoán sốc tràn máu khoang màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp các bác sĩ đã phải mở ngực trước trái của bệnh nhân ở khoảng liên sườn 6 vào khoang màng phổi trái và phát hiện màng ngoài tim căng cứng, mở màng tim có khoảng 1.000ml máu cục và loãng. Ngoài ra, còn có vết thương thủng tâm thất phải gần sát móng tim khoảng 1cm. Theo bác sĩ điều trị, hiện nay anh Tê đã qua cơn nguy kịch. Chiều 18 tháng 1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi trong tình trạng lóc toàn bộ da đầu, chảy máu nhiều, phun thành tia vùng chán. Bệnh nhân nói trên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu nhiều, phun thành tia vùng trán. Sau đó bệnh nhân nhanh chóng được kiếp trực cấp cứu thực hiện hồi sức tích cực bằng ép cầm máu, đồng thời tiến hành hội trần. Sau khi hội trần khẩn cấp, bệnh viện đã liên hệ và hội trần với các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Đức để phối hợp đưa bệnh nhân chuyển tuyến ngay trong đêm. Theo bác sĩ Đào Ngọc Việt, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang, đây là một trong những trường hợp lột da đầu rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay mà đơn vị này tiếp nhận việc sơ cấp cứu ban đầu là rất quan trọng người bệnh cần được hồi sức giảm đau cầm máu tốt bảo quản vị trí tổn thương đúng cách và kịp thời chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có đủ khả năng phẫu thuật càng sớm càng tốt sẽ giúp tăng khả năng thành công bác sĩ đào ngọc việt nói để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra trong quá trình lao động, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn khi sử dụng máy móc trong sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo mặc bảo hộ lao động đầy đủ, kiểm tra chất lượng máy thường xuyên. Nếu gặp trường hợp bị tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt, nên đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sáng 20 tháng 9 năm 2023, thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn lao động. Đáng chú ý, có tới 80% bệnh nhân bị tai nạn lao động là lao động tự do và không được trang bị an toàn bảo hộ khi làm việc. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân nữ NTT 52 tuổi ở Nam Định phải cắt cột một ngón chân do bị cuốn vào máy làm gạch. Tiến sĩ bác sĩ Trần Mạnh Hùng, khoa phẫu thuật chi dưới bệnh viện Việt Đức cho biết, tuần trước bệnh nhân tên nhập viện trong tình trạng tỉnh, Glasgow 15 điểm, huyết động ổn, bàn chân phải có một vết thương kích thước 10 x 5 cm, nham nhở, nhiều dị vật bẩn và máu cục lan từ mặt trong bàn chân phải đến mặt dưới gần bàn chân phải, lộ đầu xương gãy và gân cơ đứt. Bệnh nhân tổn thương dập nát một ngón chân phải, gãy hở xương bàn 3 bốn chân phải. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật sửa mỏng cột ngón 1, cắt lọc, găm kim xương đốt bàn ngón 3 4. Trường hợp khác là nam bệnh nhân DVT 50 tuổi ở Hà Nam cũng đang điều trị chấn thương cuộc sống do tai nạn lao động tại Bệnh viện Việt Đức. Ông Tê làm thợ xây hơn 10 năm nhưng chưa một lần dùng bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Do sơ sẩy, ông bị ngã cao từ giàn giáo dẫn đến vỡ đốt sống. Ông Tê cho biết, chúng tôi làm tư nhân không có bảo hộ, không có thiết bị gì bảo hộ cho mình cả. Biết là có nhiều rủi ro, không may xảy ra, không ai mong muốn, nhưng giờ cũng phải chịu. Chỉ mong chữa được bệnh để sớm đi làm lại, vì tôi là lao động chính trong gia đình. Tai nạn lao động có thể chỉ gây chấn thương nhẹ, nhưng nặng hơn là gãy tay chân, nhiều trường hợp phải cắt cụt tay chân, một số trường hợp bị liệt, mất khả năng vận động, phải sống thực vật suốt đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Theo các bác sĩ, dù được điều trị tích cực nhưng không ít nạn nhân của các vụ tai nạn lao động lâm vào cảnh tàn tật suốt đời. Một số bệnh nhân được phẫu thuật chữa trị kịp thời nhưng vết thương dù có lành đến đâu cũng không thể phục hồi như trước. Trong khi đó, nhiều người chủ quan cho rằng sử dụng dao, cưa máy, cưa tay và các dụng cụ khác làm việc tại nhà, tại vườn, dãy thì không cần chú ý đến vấn đề bảo hộ lao động. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao với tai nạn lao động. Bác sĩ khuyến cáo, tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, nếu như công tác phòng ngừa không được chú ý. Vậy nên, người lao động dù làm việc ở đâu cũng nên trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động. Khi sử dụng máy móc, cưa, cần hết sức cẩn trọng, chú ý đến yếu tố an toàn để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc. thank <music> you